tuổi trẻ, ta hết mình với những cái gọi là đam mê. Xin chào các bạn, chúng mình là tập thể lớp 11/1 trường Trung học Phổ thông Liên Chiểu, nơi tuổi trẻ hết mình với những đam mê. Tụi mình đã rất tâm đắc câu nói: những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng, mênh mông, nhưng kỳ thực lại rất hữu hạn, ngắn ngủi. Nên nếu bạn còn trẻ, hãy học cách để biến tuổi trẻ của bạn thành vô giá. Quả thật, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, là khoảng thời gian chúng ta được trải nghiệm, được làm những điều mình thích, được vấp ngã và tự mình đứng dậy. Cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu chính là tác phẩm giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về tuổi trẻ, hiểu thêm về bản thân trong những trải nghiệm. Quyển sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là quyển sách thành công nhất của tác giả Rosie Nguyễn, được phát hành năm 2016. Quyển sách đạt được rất nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng bình chọn từ độc giả quốc gia của Fahasa và top 10 cuốn sách có ảnh hưởng nhất cho độc giả trẻ năm 2019. Chỉ với 285 trang sách, tác giả Rosie Nguyễn sẽ giúp ích rất nhiều cho những bạn trẻ chuẩn bị bước vào những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời, cái mà người ta gọi là thanh xuân. Rosie Nguyễn sinh năm 1987, tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên. Cô là một nhà văn, một blogger và cũng làm giảng viên của một lớp học kỹ năng và yoga nữa. Rosie đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ Việt Nam trên con đường du lịch, khám phá đất nước và gia tăng trải nghiệm cho bản thân. Tác giả tự nhận mình là một ta ba lô yêu đời, mơ mộng. Chị luôn có hàng tá câu chuyện đi đây đó để kể cho những người trẻ có đam mê xê dịch giống mình. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu chính là một ví dụ. Cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Rosie Nguyễn là cuốn sách đi đầu trong dòng sách self-help của những ngòi bút trẻ Việt Nam. Đây có thể được coi là ngọn hải đăng chỉ dẫn bạn đọc đi qua những đại dương tuổi trẻ vô cùng rộng lớn, mênh mông, nhưng ẩn chứa rất nhiều thách thức. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả Rosie nói về những bài học trong quá trình khám phá bản thân của mình và khuyến khích các bạn trẻ đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn. Sách cùng 5 phần với những nội dung: phần 1, tôi đã học như thế nào; phần 2, học đi đôi với hành; phần 3, đi là một cách tự học; phần 4, lấp lánh trước khi tỏa sáng; và phần cuối, quà tặng kèm. Phần 1, tôi đã học như thế nào? Ở phần 1 của Tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu, tôi đã học như thế nào? Tác giả thuật lại câu chuyện tuổi trẻ của mình. Rosie được gắn cho cái mắt sinh viên ngoại thương với những áp lực vô hình về giỏi giang và thành công theo quy chuẩn. Cô gái ấy cũng đưa ra quan điểm về việc học. Công việc rất xuất sắc trong môn bơi lội, thậm chí còn giỏi hơn thầy giáo, nhưng nó chỉ đủ điểm đậu trong môn bay và rất tệ trong môn chạy. Mỗi cá nhân có một thế mạnh khác nhau, tuổi trẻ trôi qua như một cái chớp mắt, nên hãy tìm cách để hiểu và trân trọng bản thân. Mỗi chúng ta có quyền lựa chọn con đường riêng cho chính mình. Điều quan trọng ở đây là hãy tìm cách viết nên câu chuyện của đời bạn. Hãy làm những điều mình yêu thích bằng chính đam mê, nhiệt huyết của bản thân. Đến phần 2, học đi đôi với hành của sách Tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu, Rosie chỉ chúng ta cách để hiểu bản thân, cách tìm kiếm con đường riêng cho mình. Những khái niệm ta thường nghe như đam mê, sứ mệnh, vân vân sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta chưa hiểu bản thân. Với tác giả, cuộc đời là một bộ phim mà mỗi người sẽ đóng một vai nhất định. Bạn rồi sẽ học được cách để tỏa sáng trong vòng tròn cuộc đời của chính mình. Phần 3, đi cũng là một cách tự học. Cuộc đời được xây nên bởi những trải nghiệm. Đi cũng là một cách giúp chúng ta cảm cuộc đời tốt hơn. Dựa vào những trải nghiệm thực tế trong tuổi trẻ của mình, Rosie chia sẻ những cách đi để tự học. Đi ra thế giới bên ngoài để trưởng thành hơn, nhưng không phải cứ xách ba lô lên và đi mà không suy tính,
Phần 3 này cũng để đề cập những thử thách chúng ta phải đối mặt trên hành trình khám phá khi chưa đủ vốn sống và kinh nghiệm. Cảm hứng xê dịch trong tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Nếu bạn đang ở tuổi 22, có sức khỏe, khao khát được học hỏi và trở nên tốt hơn, thì tôi khuyên bạn nên đi càng xa và càng nghiêng càng tốt. Hãy ngủ trên sàn nhà nếu cần. Hãy tìm hiểu cách người khác sống, ăn uống và nấu nướng. Học từ họ bất cứ nơi nào bạn đi. Phần 4. Lấp lánh trước khi tỏa sáng. Khi đã đánh thức được người nghệ sĩ ở sâu bên trong mình, chúng ta hãy để bản năng của mình lớn lên theo cách tự nhiên nhất. Nếu đã tìm thấy ước mơ của mình, hãy sống thật hết mình nhé. Vì biết bao người còn không biết được họ thích gì nữa kia. Phần 4 cũng giúp trả lời câu hỏi về những băn khoăn của các bạn trẻ khi bất đồng quan điểm với phụ huynh. Phải làm sao để được tự do khám phá, tự do trải nghiệm, không ngừng vươn lên nhưng vẫn giữ được bình an với cái tâm trong lành. Phần 5 cũng là phần cuối của cuốn sách với chủ đề quà tặng kèm. Phần cuối này bao gồm những lời khuyên hữu ích và chân thành của Rosie muốn dành cho những độc giả trẻ của mình, giúp các bạn có thể giải quyết được những vấn đề và khủng hoảng mà một người trẻ thường hay gặp phải. Giống như một trích đoạn mà Rosie Nguyễn đã chia sẻ trong cuốn sách rằng: sau những lần thất bại trong cuộc sống, sau những va vấp của tuổi trẻ, từ bao giờ chúng ta đã tự thuyết phục bản thân mình rằng mình là một người bình thường, mình không có gì đặc biệt, rằng hãy thôi mơ mộng, viển vông, hãy chấp nhận sống một cuộc đời bình thường, có những công việc bình thường. Và rồi chúng ta chết đi, trên tấm bia mộ ghi, đây là nơi yên nghỉ của một người hoàn toàn bình thường. Thay vì phải tránh né và sợ hãi, tác giả đã truyền thêm một sức mạnh cho người trẻ. Hãy dám nghĩ, dám làm và đương đầu với mọi khó khăn, đơn giản vì đó là tuổi trẻ và đừng lãng phí nó, để rồi sau này phải hối tiếc trong muộn màng. Vậy tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu? Hỡi thanh niên, bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô xanh. Cố thủ tướng Singapore đã nói như vậy trong một bài phát biểu của mình. Vậy mới thấy những năm tháng tuổi trẻ là quý giá thế nào đối với mỗi cá nhân. Điều mà chúng ta ấn tượng với cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là dù có khuyên người trẻ khám phá, trải nghiệm, sống hết mình với thực tại, nhưng tác giả vẫn nhắc người trẻ nên tìm những nốt sâu sắc trong tâm hồn bằng những trang sách và những giây phút bình an trong tâm. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của tuổi trẻ. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách để bồi dưỡng cho tâm hồn của mình, thì tôi tin Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu sẽ là một sự lựa chọn xứng đáng. Một cuốn sách khiến bạn đã cầm lên thì không thể buông xuống giữa chừng. Cuốn sách sẽ là chiếc thuyền chở đầy hành trang tích cực cho chúng ta tiến bước vào đời. Những ai sắp và đang trong độ tuổi thanh xuân nhất định phải đọc cuốn sách một lần để có cái nhìn mới về bản thân và xã hội. Còn những ai đã bước qua độ tuổi này, hãy đọc để biết mình đã đánh mất bản thân ra sao nhé. Không bao giờ là quá muộn để tìm lại bản ngã của chính mình.